Chào các em, thầy giải tiếp nick số 3 của vòng 11 kỳ thi cấp trường khối lớp 7. Trước khi thi, thầy nhắc lại một lần nữa, các em vào trang web của thầy Bùi Ngôn Luận, buonglanluon.wordpress.com. Các em đăng ký ngay cái kênh dự phòng cho thầy. Ở đây rất nhiều học sinh đã đăng ký ha. Để làm gì? Giả sử cái kênh của thầy, cái kênh mà các em đang xem là kênh chính thức đó, trong vài ngày nữa YouTube nó khóa lại để nó xác minh cái vụ kiện bản quyền của thầy với lại những người xấu họ vu khống thầy đó, thì chúng ta sẽ phải mất liên lạc với nhau trong vòng một thời gian đó. Thì lúc đó các em sẽ liên lạc với thầy bằng cách nào? Thì qua cái kênh phụ này thôi nha. Chứ không thôi lúc đó các em, bây giờ các em không đăng ký là mai mốt các em không có tìm được thầy nữa đâu ha. Đại dương internet nó rộng lắm. Lúc đó các em sẽ không được học những bài giảng bổ ích của thầy nữa, đúng không? Và về lâu dài, qua cuối học kỳ 2, qua hè, thầy sẽ dạy thêm ở trên mạng thông qua cái kênh này. Các em sẽ được học thêm ở trên mạng thông qua cái kênh này, vậy các em nhé. Để chuẩn bị cho chương trình lớp 8, càng ngày các em càng lớn rồi ha, phải tăng cường kiến thức toán học lên thôi. Mười hai con giáp. Đề lớp 7, thầy nhận định là đề lớp 7 là khó nhất trong. Rồi, 12 con giáp kìa. Rồi. Y bằng 3. Như vậy là căn x sẽ bằng 3 cộng 7 bằng 10. Căn x bằng 10, x bằng 100. Con mèo. Thế này thì thầy hướng dẫn nhanh luôn. X1 với Y1 tỷ lệ thuận thì theo kiến thức trong V72 thầy dạy ấy, thì nếu tỷ lệ thuận thì Y1 chia X1 sẽ bằng Y2 trên X2 ha. Từ đó X1 sẽ bằng nhân chéo chia ngang X2 nhân Y1 chia Y2. Rồi kem ráp vô kem tính thôi. Trừ 6 nhân cho 2/5 và chia cho 24/9. Rồi kem nhân chéo chia ngang ha. Nhân chéo chia ngang là âm 0,9. Rồi con rắn. Một người, một đội công nhân 30 người thì mất 8 ngày. Nếu tăng thêm 10 người là thành 40 người đó, thì mất bao nhiêu ngày? Thì gọi là A ngày đi. Thì đây là bài toán tỷ lệ nghịch, đúng không? Bài toán tỷ lệ nghịch suy ra là chi thuận thì chia nhau không đổi, còn nghịch thì nhân nhau không đổi. Vậy 30 nhân 8 sẽ bằng 40 nhân A ha. Từ đây các em tự tìm A nha. Ta lấy 30 nhân 8 chia cho 40 là bằng 6. Vậy là 40 người làm chỉ mất 6 ngày thôi. Thì lúc đó là lúc trước là 8 ngày, giờ 6 ngày là giảm đi 2 ngày ha. Cái này thì các em để ý trừ 0 trừ 2/3 là nó bằng âm 0,666. Còn 3/4 là 0,75. Số nguyên nào nằm trong vùng này? Số nguyên nào nhỏ hơn 0,75 mà lớn hơn âm 0,66? Chỉ có số 0 thôi. Duy nhất số đó là số nguyên nằm trong vùng đó. Chó. Bài này thầy có sẵn cái hình luôn nè. Cho tam giác ABC góc A bằng 120 độ, hai tia phân giác BD và CE. Tia phân giác là tia phân giác góc B cắt AC tại D, thì cái tia BD này người ta gọi là tia phân giác của tam giác luôn các em. Phân giác của góc của tam giác thì gọi là phân giác của tam giác luôn. Rồi theo bài toán mà thầy đã dạy trong V72 thì nếu góc A bằng 120 thì góc B to cộng góc C to là 60 độ, đúng không? Vậy một nửa góc B cộng một nửa góc C sẽ bằng một nửa của 60 là bằng 30 độ. Vậy góc B nhỏ nhỏ dưới này nè với lại góc C nhỏ nhỏ dưới này cộng lại là 30 ha. Xét tam giác OBC thì góc B với góc C cộng lại bằng 30 thì góc O sẽ là 150. Góc O 150 mà người ta lại cho cái góc BOI với lại góc COK bên cạnh là mỗi góc bằng 30. Như vậy cái góc IOK ở giữa sẽ là bằng 150 trừ 30 trừ 30 là thành 90.
tu tới tu lui để hiểu lời thầy giảng em nhé. Bài này nữa, bài này thì cũng đơn giản thôi. Thầy vẽ một tam giác vuông. À xin lỗi, tam giác vuông thôi mà, đâu phải tam giác vuông cân ha. À, thầy vẽ tam giác vuông này, đặt tên là ABC ha. A BC, góc B bằng 56. Như vậy các em phản xạ luôn đi, góc C sẽ bằng bao nhiêu? Lấy 90 trừ 56 là bằng 34 ha. Trên là 90 rồi, hai góc nhọn phải phụ nhau chứ. Lấy điểm D tùy ý trên AC. D đây. Từ D kẻ vuông góc xuống với BC là DE. D nè, E nè. Tính góc ADE. Góc ADE là góc này. ADE là góc ngoài, góc ngoài của tam giác DEC. Vậy góc ADE sẽ bằng tổng hai góc trong kề với nó, tức là bằng góc vuông này cộng với 34 các em nhé. Vuông cộng 34 là 90 cộng 34 đó, bằng 124. Con khỉ. Cái gì đây? Tùm lum la vậy. Hai ô tô cùng đi từ A tới B. Xe thứ nhất bằng 60% vận tốc xe thứ hai. Và thời gian xe thứ nhất đi quãng đường AB nhiều hơn xe thứ hai là 4 giờ. À đây bài toán tỷ lệ. Tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch các em. Tỷ lệ để coi tỷ lệ thuận hay nghịch nha. Rồi, bây giờ quãng đường là không đổi. Quãng đường không đổi, S không đổi thì vận tốc và thời gian là tỷ lệ nghịch với nhau các em. S bằng V nhân T mà. Vậy là V của xe A là V1 đi. Và T1 nhân nhau sẽ bằng V2 nhân cho T, T2. Cùng một quãng đường thì vận tốc sẽ tỷ lệ nghịch với thời gian. Thì vận tốc lớn thì thời gian đi sẽ thu ngắn lại. Còn vận tốc chậm là bé đó, thì thời gian đi sẽ dài ra lớn hơn. À. Như vậy là vận tốc của xe thứ nhất là chỉ bằng 60 phần. Còn vận tốc xe thứ hai là 100 phần. Vậy V1 thì gọi là 100 phần đi. T1 thì để nguyên. Thì V2 sẽ là, à, xin lỗi, V1 là 60 phần chứ. V2 là bằng 100 phần. T2 thì để nguyên. Vậy bên này có phần mà bên kia cũng có phần, vậy thôi thầy bỏ cái phần này cho nó què đi. Đó. Vậy từ đây thầy sẽ suy ra là 6T1 sẽ bằng 10T2. Như vậy có nghĩa là T1 trên 10 sẽ bằng T2 trên 6 nhé. Rồi, giờ dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau thì thầy lấy T1 trừ cho T2 thì ở dưới bắt chước theo là 10 trừ 6. Ở dưới thì dễ rồi, 10 trừ 6 là bằng 4. Còn T1 trừ T2 có nghĩa là thời gian của xe thứ nhất đi trừ cho thời gian xe thứ hai. Mà để cho là thời gian xe thứ nhất nhiều hơn thời gian xe thứ hai là 4. Vậy chỗ là bằng 4 ha. T1 trừ T2 bằng 4, 4 chia 4 bằng 1. Thời gian xe thứ nhất đi quãng đường AB nhiều hơn thời gian xe thứ hai đi là 4. Vậy đúng rồi đó. Như vậy thời gian xe thứ nhất đi T1 thì T1 phần 10 là bằng 1. Vậy T1 bằng 10 luôn, 10 nhân 1 á. Rồi T2 phần 6 là bằng 1, vậy T2 bằng 6 luôn. Vậy 10 với 6 em nhé. Thời gian xe thứ nhất là 10 giờ. Thời gian xe thứ hai là 6 giờ. Cái này cũng đơn giản thôi. Góc BMC tỷ lệ với lại tỷ lệ với 453. Thì em thấy góc M thực ra cũng bằng góc A thôi, hai tam giác bằng nhau mà. Như vậy là góc B, góc A, góc C tỷ lệ là 453. Vậy là B 4 phần, A 5 phần, C 3 phần. 4 cộng 5 cộng 3 là tất cả là 12 phần. Như vậy là tổng số phần là 12 là lấy 180. 3 góc cộng lại 180 chia 12. Vậy mỗi phần là 15. Trong đó góc A chiếm 5 phần. Vậy các em lấy 15 x 5 là bằng 75 ha? 75.
con heo. Cái này thì giảm nhanh luôn. 1/2. À, 1/2. 1/1 × 2 cộng 1/1 × 3 và cộng cho 1/3 × 4 cộng như vậy, cộng vân vân cho tới 1/1998 × 1/99. Thì theo khóa học V72 á, thì các em sẽ tách ra thành 1/1 trừ cho 1/2, không tính các em thử đi. Cái này 1/2 trừ cho 1/3 ha. Rồi cộng cho 1/3 trừ cho 1/4. Cứ như vậy cho tới cái cuối cùng là 1/1998 trừ cho 1/1999. Và trừ nó chết lần chết mòn hết các em. Hai này cộng trừ nhau hết, hai này trừ cộng nhau hết, cái này trừ cộng nhau hết. Cái này trừ cái trong chấm chấm á, có hết ha. Cuối cùng còn đầu với cuối sống thôi. Còn lại 1/1 trừ cho 1/99 là sống rồi. À, lấy hai đó trừ nhau các em. Thì nó bằng 1/98 trên 1/999. Khi đó P sẽ bằng gì? Giờ các em coi lại nè. P là bằng 1/2 trừ cho này, trừ cho này, trừ cho này, trừ cho này. Vậy trừ lắc nhắc, trừ lắc nhắc, tức là coi như trừ cho cả cái tổng này nè. Thì các em cứ nghĩ đi, trừ 3, trừ 4, trừ 5, tức là trừ cho tổng của 3, 4, 5, trừ một lần, cái này trừ lắc nhắc, cái này trừ tập thể ha. Thì tính tổng cái này rồi trừ một lần luôn. Vậy tóm lại P sẽ bằng gì? P sẽ bằng 1/1999 × 2000. 1/2000 nhân cho 1/99 rồi trừ cho cái phần đằng sau, tức là trừ cho 1/998 × 1/999. Rồi cái này thầy lại tách ra. Thầy lại tách ra thành giống như bên trên thầy đã tách nè. Thì nó sẽ bằng là 1/1999 trừ cho 1/1/2000 rồi trừ cho 1/998 × 1/999 ha. Giờ tới đây các em sẽ thấy tiếp, P sẽ bằng lấy cái đầu trừ cái cuối vì cùng mẫu mà. Nó sẽ bằng 1/1997 × 1/999 trừ cho 1/2000. Đó là P. Như vậy khi đó P cộng cho, người ta bắt tính lòng vòng vậy. P cộng cho 1/1997. À xin lỗi, ở trên này thì tính sai nha. Có 1 thôi mà trừ cho 1/1998 thì chỗ này phải là dấu âm. Chỗ này phải là dấu âm ha. Vậy lúc đó P cộng cho 1/1997 × 2000 sẽ bằng cái này cộng cho 1/1997 × 2000. Thì các em thấy cộng 19, cái số đầu là âm 1/1997 cộng cho số cuối là hết nè, hai số đối nhau. Vậy còn lại là âm 1/2000 mà thôi. Đó là đáp án ha. Âm 1/2000. Câu cuối cùng. Câu này thì hơi khó ha. Câu này thầy giảng luôn. Cái này hơi khó các em. 2x cộng 1 trên 5 bằng cái đó bằng cái kia. Và giả sử thầy đặt ba cái này bằng nhau, thầy đặt bằng k đi. Thì lúc đó 2x cộng 1 sẽ bằng 5k. Cái này trong khóa học V72 là thầy có bài này luôn, bài mẫu này luôn nè. Rồi tiếp tục là 3y. 3y trừ 2 trên 7 cũng bằng cái k đó, vậy nó sẽ bằng 7k. 7k các em nhé. Rồi 2x cộng 3y trừ 1 trên 6x thì cũng bằng cái k đó, vậy là bằng 6x nhân k. Đó, các em nắm được chưa? Rồi giờ từ đây nè, từ cái trên thầy suy ra là 2x sẽ bằng 5k trừ 1. Còn từ cái dưới á, từ cái thứ nhì á, thì thầy suy ra là 3y sẽ bằng 7k cộng 2. Hiểu nổi không trời? Rồi giờ công thức này sẽ thay đổi. 2x sẽ đổi thành 5k trừ 1 này. Đó không? Còn 3y á, là thay đổi thành 7k cộng 2 này. Vậy 2x cộng 3y tức là 5k trừ 1 rồi cộng cho 7k cộng 2. Rồi trừ cho 1 nữa. Rồi bằng 6x nhân k.
6x nhân k, 6x tức là 3 nhân cho 2x, các em đồng ý với thầy không? Còn nhân k thì để nguyên, đúng không? Tới đây lại suy nghĩ tiếp là cái bên trái này thì giữ lại ha. Rồi bên phải là 3 nhân cho 2x, tức là 3 nhân cho 2x nè, 2x là bằng 5k trừ 1 nè, thầy đưa xuống, đúng không? Rồi nhân k bên ngoài nữa. Rồi từ đây thì tìm k nhé, tìm k. 5k cộng 7k là bằng 12k. Trừ 1, trừ 1 là thành trừ 2 cộng 2 là hết, như vậy bên trái chỉ còn 12k thôi. Còn bên phải là còn cái này. Rồi các em thấy hai bên què nhau k chưa? Vậy bỏ bên trái k, bỏ bên phải k luôn, vậy còn lại cái này. 5k trừ 1. Đó, từ đây các em sẽ tìm được 5k trừ 1. 5k trừ 1 sẽ bằng 12 phần 3, 12 chia 3 là bằng 4. Vậy 5k sẽ bằng 5, 5k bằng 5 thì k sẽ bằng 1. K bằng 1 thì mình sẽ tìm cái gì? Người ta bắt tìm x phải không? K bằng 1 thì 2x sẽ bằng 5 nhân 1. K bằng 1 rồi nha. Vậy 2x sẽ bằng 5 nhân 1 là 5 trừ 1 là 4. 2x bằng 4 thì x sẽ bằng 2 ha. Ngẫm nghĩ lời thầy giảng là hiểu thôi. Đi tìm kho báu. Vẽ hình tam giác ABC, ABC với lại tam giác MNB, MNP. Vậy là góc B bằng góc N, B bằng góc N, B bằng góc N 90 độ. Rồi AC bằng MP, AC bằng MP, góc C bằng góc M. Như vậy là hai tam giác này, à, cái này ở nít 1 thì giải rồi mà. Vậy là tam giác ABC sẽ bằng tam giác là PNM, P phở NM. Có thể có không? Đấy, ABC, P phở NM nè, ABC, P phở NM đúng luôn. Viết số 130 dưới dạng tổng của ba số hạng ABC. Vậy là ta có là A cộng B cộng C là bằng 130. Mà các số đó tỷ lệ, tỷ lệ mà không nói gì thêm là tỷ lệ thuận thêm nhé. Vậy mình có A trên 3 phần 5 sẽ bằng B trên 1 3 phần 4 và bằng C trên 0,9. Rồi các em cộng 3 cái tử lại, nó sẽ bằng 130. Ở dưới mẫu cộng đi, 3 phần 5 cộng cho 1 3 phần 4 cộng 0,9. Vậy ở dưới bằng 13 phần 4 em. 13 phần 4. Rồi lấy 130 chia cho 13 phần 4 là bằng 40 em. Rồi giờ em tính 3 số, coi số nào lớn số nào bé. A sẽ bằng 3 phần 5 nhân cho 40, vậy là bằng 24. Còn B thì bằng 1 3 phần 4, 1 3 phần 4 nhân 40 cho bằng 70. C tiến mãi luôn, 0,9 nhân 40 là bằng 36. Như vậy số lớn nhất là 70, thấy không? Thích tính số nào cũng được. Rồi bài này giờ thầy giảng kỹ, ở nít 1 thầy giảng tìm đáp án thôi, thấy không? Giờ thầy tính 1 tiếng đi, 1 giờ đi. Trong 1 giờ, trong 1 giờ thì Kim
Một giờ thì kim phúc á, nó quay bao nhiêu vòng? Nó quay một tiếng 60 phút, nó quay đúng một vòng ha. Gì nữa? Còn kim giờ, kim giờ nó quay bao nhiêu vòng? Kim giờ sẽ quay 1/12 vòng, đúng không? Còn kim giây thì sẽ quay 60 vòng. Các em cứ suy nghĩ đi thì biết. Thì kim giây nó phải quay 60 phút thì mới được 1 giờ, đúng không? Và mỗi phút là nó quay một vòng thì nó mới ra 60 phút. Quay 60 vòng mới ra 60 phút mới là 1 giờ, đúng không? Vậy ít, đây là bằng ít này. Kim phút là đâu quá, giờ mới là ít, còn phút là y, còn giây là z. Đó. Bây giờ thầy lấy y chi x thử coi. Y chi x thì bằng gì? 1 chia cho 1/12 là bằng 12. Vậy từ đây suy ra là y bằng 12x. Vậy công thức này là đúng rồi. Đừng có chọn nó ha. Rồi giờ thầy lấy y chi z. Y chi z, y chia z là bằng 1 chia 60, bằng 1/60, đúng không? Như vậy là thầy nhân chéo lên, z nhân 1 là z sẽ bằng 60y. Như vậy z bằng 60y là đúng, để công thức này đúng nè. Hai công thức này đúng hết rồi nha. Rồi giờ thầy lấy x chia z thử coi. X chia z, x chia z là bằng 1/12 chia cho 60. Bấm máy đi. 1/12 chia 60 là bằng 1/720. X chia z bằng 1/720. Vậy x sẽ bằng, z sẽ bằng nhé, z nhân 1 là z, sẽ bằng 720 nhân x. Như vậy là công thức z bằng 720 nhân x là đúng. Cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng. Vậy cái này sai. Hiểu chưa? Hiểu nổi không? Không hiểu không? Không hiểu thôi thì thôi, bỏ tay thôi. Khẳng định nào là sai? Chu vi C của hình vuông tỷ lệ thuận với cạnh x của nó theo hệ số là bằng 4. Thì các em thấy chu vi của hình vuông là bằng 4 nhân cạnh C bằng 4 nhân cho cạnh A. Như vậy là C bằng 4A thì C tỷ lệ thuận với A theo hệ số là 4 là đúng quá rồi nữa. Rồi chu vi đường tròn các em học ở lớp tiểu học rồi đúng không? Thì sẽ bằng số pi nhân cho đường kính, số pi nhân cho đường kính tức là 2 lần r đó. Pi là 3,14 em. Không? Như vậy là bằng 2 nhân pi nhân cho r. 2 pi thì để trong ngoặc đi. Đúng ra số pi là thầy phải viết cái số này nè. Số này nó mới đúng nè. Đó. 2pi. Vậy C là bằng một số cố định, 2pi là hằng số đó, nhân cho R. Như vậy là chu vi đường tròn tỷ lệ thuận với bán kính theo hệ số 2pi là cũng đúng. Cái này cũng quá đúng gì nữa. Rồi mọi số x đều tỷ lệ thuận với số đối của nó theo hệ số bằng -1. Sai rồi. Một số x nhân với số đối của nó là trừ x thì sẽ bằng 1. Đâu có số đối nhân nhau thì bằng trừ x phương, nghịch đảo thì mới được. Vậy không ổn rồi, cái này vô nghĩa rồi. Tôi nghĩ cái này sai nè. Diện tích của một đường tròn s thì bằng pi nhân r bình. Cái này các em học ở tiểu học rồi. Pi là bằng 3,14. Như vậy là diện tích của một đường tròn tỷ lệ thuận với bán kính R. Không phải là cái này sai rồi. Tỷ lệ thuận với bình phương bán kính theo hệ số là pi thì nó mới đúng. Mọi số x
đều tỷ lệ thuận với số đối của nó theo hệ số là trừ 1 à? Giả sử là đúng đi. Giả sử cái này là đúng đi. Thì x sẽ bằng trừ 1 nhân với số đối của nó. Số đối của nó ký hiệu là trừ x. À đúng luôn em. Đúng luôn em ơi. Số đối của x ký hiệu là trừ x. Mà x thì đúng bằng trừ 1 nhân trừ x luôn. Đó, như vậy là x tỷ lệ thuận với trừ x theo hệ số là trừ trừ 1. Cái này đúng là. Ồ, vậy cái này sai. Tại sao cái này sai thì này thầy nói rồi. Vậy đôi khi cảm giác không có đúng đâu kìa. Cái này mới đúng nè. Một lần nữa thầy nhắc lại. Diện tích tỷ lệ thuận với bình phương bán kính theo hệ số là pi. Này thiếu chữ bình phương ha. Rồi, tiếp tục. Y tỷ lệ thuận với x. Như vậy là y sẽ bằng k nhân với x. Trong đó k là số âm theo đề cho. Để cho k âm nha. Biết tổng bình phương hai giá trị của y là y1 với y2 đó. Giờ ta sẽ có gì? Y1. Ta sẽ có là y1 trên x1 đó, là bằng y2 trên x2 đây này. Đó. Thì tổng bình phương hai giá trị của y, tức là cái này bình phương nè, hai cái đó bằng nhau thì lúc bình phương lên cũng bằng nhau kem nhé. Vậy mình có cái này bình phương lên cũng bằng cái kia bình phương. Rồi dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau, tổng tính tổng, vậy lấy hai cái này cộng nhau, tổng các bình phương của hai giá trị y là bằng 36. Vậy tổng hai lần tương ứng x là 4, vậy 36 chia 4 là bằng bằng 9. Mà y1 chia x1 là bằng k. Như vậy là y1 bình chia x1 bình, tức là k bình. Y chia x là bằng k các nhé. Y1 chia x1, y2 chia x2 gì đó là bằng k hết. Như vậy là y1 bình chia x1 bình là bằng k bình đó, k bình 9 suy ra k sẽ bằng cộng trừ 3. Nhưng mà ta đòi k âm. Vậy ta lấy số âm thôi. Vậy lúc đó là y sẽ bằng trừ 3 nhân những x thôi. Bài khó. Một xe tải từ A tới B mất 6 giờ, trong khi một xe con từ B tới A chỉ mất 4 giờ. Bài toán này tỷ lệ nghịch trở game. Quãng đường AB là không đổi thì S và quãng đường không đổi thì V và T nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Không? T và V sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Như vậy là ta có V1 nhân T1. V của xe thứ nhất nhân với T của xe thứ nhất là bằng V của xe thứ hai nhân với T của xe thứ hai. Mà V1 á, T1 á là bằng 6. Như vậy là T2 là bằng 4. V1 6 giờ, V2 là 4 giờ. Như vậy từ đây mình suy ra là V1 trên 4 sẽ bằng V2 trên 6. Có nghĩa là vận tốc của xe thứ nhất chỉ bằng 4 phần, còn vận tốc xe thứ hai, xe con á, chỉ bằng 6 phần, đi nhanh hơn. Như vậy lúc đó nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì gặp nhau sau sau bao nhiêu giờ? Đó. Như vậy là cứ xe này đi được 4 phần thì xe kia đi được là 6 phần em nhé. Vận tốc với quãng đường thì lại tỷ lệ thuận ha. Vận tốc lớn thì quãng đường đi được càng nhiều. Đó, suy ngẫm đi, suy ngẫm đi. Hay là thầy giảng kiểu khác dễ hiểu hơn cũng được.
Thôi bài này thầy giảng kiểu kiểu số phần đi cho nó khỏe cái. Chứ giảng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch nó khó hiểu lắm. Xe tải á là 1 giờ đi được, 1 giờ đi được 1 phần 6 quãng đường này, 1 phần 6 quãng đường. Còn ô tô, xe con á, thì 1 giờ nó sẽ đi được 1 phần 4 quãng đường. À, vậy dễ, dễ hiểu đi. Rồi hai thằng đi 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 ngược chiều nhau. Hai thằng đi, một thằng đi từ A qua, một thằng đi từ B qua. Rồi mỗi giờ tải đi được 1 phần 6, mỗi giờ xe con đi được 1 phần 4 quãng đường. Như vậy là mỗi giờ hai xe gần nhau thêm, mỗi giờ hai xe gần nhau thêm 1 phần 6 cộng 1 phần 4 cộng đi là bằng 5 phần 12 em. Gần nhau thêm 5 phần 12 quãng đường. Hiểu nổi không? Đó, mỗi giờ nó gần nhau thêm 5 phần 12 quãng đường. Như vậy muốn biết thời gian nó đi bao lâu để gặp nhau luôn thì các em lấy một quãng đường. Các em lấy một quãng đường chia cho 5 phần 12. Đó, là bằng 1 chia 5 phần 12, 1 chia 5 phần 12 là bằng 12 phần 5. Ừ. 12 phần 5. 12 phần 5 giờ. 12 phần 5 giờ các em đổi ra giờ phút đi là bằng 2 giờ 24 phút. Bằng 2 giờ 24 phút các em nhé. Hiểu nổi không trời? Thì lúc đầu là một anh đi từ đây qua đây nè. Một anh đi từ A qua B, một anh đi từ B qua A. Thì mỗi giờ anh này tiến tới 1 phần 6, anh này tiến tới 1 phần 4. Như vậy là hai anh mỗi giờ sẽ tiến tới là gần nhau thêm 5 phần 12 ha. Mà mình phải gặp nhau tại một nơi nào đó. Thì lúc gặp nhau có nghĩa là hai anh đã hoàn thành hết cả quãng đường này. Vậy các em lấy cả quãng đường là 1 chia cho 5 phần 12 là ra thôi. 2 giờ 24 phút ha. Ồ, hết thời gian rồi vẫn không giải kịp mấy kia. Rồi chắc thầy phải giải nít 4 luôn quá. Rồi tạm biệt các em. Mới bài số 2 rồi. Còn 13 nữa à. Đèn khó dữ vậy trời. Góp vốn 2 phần 4 phần 6 phần thì chia lãi cũng được 2 phần 4 phần 6 phần. 2 4 6 là 12 phần, các em lấy 450 chia 12 đi. Vậy mỗi phần lãi sẽ được là 37 37 rưỡi, 37 rưỡi triệu. Mà đơn vị góp vốn nhiều nhất là 6 phần, vậy lấy 37 rưỡi nhân 6 là tiền lãi là 225. Mười bảy lít dầu hỏa nặng 13,6, vậy 12 lít thì nặng A. Muốn tìm A, các em lấy 13,6 nhân 12 chia 17 là bằng 9,6. Hình như sai rồi. 17 là 13,6, như vậy là A lít thì nặng 12. Vậy muốn tìm A, các em lấy 17 nhân 12 chia 13,6 mới đúng. Toán tỷ lệ thuận đó mà. Đây nè, tỷ lệ thuận nè, 17 lít thì đi với 13,6 kg. Như vậy 12 kg thì đi với bao nhiêu lít đây? Ở trên này là A ha. Vậy cái tỷ lệ thuận thì 17 trên 13,6 sẽ bằng A trên 12. Vậy A sẽ bằng 17 nhân 12 chia 13,6 thôi, là 15. Rồi, chu vi tam giác ABC bằng 96 thì chu vi tam giác DEF cũng bằng 96 thôi, hai tam giác bằng nhau mà. Mà DE 3 4 phần, DF 3 phần, BC BC thì cũng bằng EF thôi các em.
BC kem thay bằng EF đi. Nói chung là ba cạnh này tỷ lệ với 4 3 5. Ba cạnh DE, DF và EF là 4 phần 3 phần 5 phần, 4 cộng 3 cộng 5 là 12 phần. Và là bằng 96, vậy lấy 96 chia 12, vậy mỗi phần bằng 8. Bây giờ AC nó sẽ bằng DF, mà DF là chiếm 3 phần nha. DF chiếm 3 phần. Như vậy lấy 3 x 8 là 24. Và DF bằng bao nhiêu thì AC bằng bấy nhiêu? 24. Cái này em đếm đi. 2 4 6 1008 số hạng ha. Cái vòng kho báu khó, vòng đầu nhất vòng nhì khó. Góc ngoài với góc trong thì kề bù, cộng lại bằng 1.8. Góc ngoài 3 phần, góc trong 1 phần, vậy là 4 phần, lấy 1.8 chia 4. Vậy góc trong là 45. Góc ngoài 135 ha. Bài này thầy giải nít số 1 rồi. X cộng Y cộng Z là bằng 100. Cái này x sẽ bằng trừ 2 cộng 2. Thầy giải nít số 1 rồi. Không có bài nào khó nữa à? Cái này cũng giải nít số 1 mà giải chưa kỹ đúng không? À giải kỹ luôn rồi chứ. Bài này các em ở bên trái các em lấy 3 mũ n. À bài này giải nít số 2 rồi. 3 mũ n ở trong ngoặc là còn 3 mũ trừ 1, tức là 1 phần 3 đó, cộng 9 sẽ bằng 28 nhân cho 3 mũ 5 đó. Rồi từ đây các em tính 3 mũ n thôi. 28 nhân 3 mũ 5 bằng bao nhiêu chia ra tổng của 1 phần 3 cộng 9 là bằng 729. Vậy n sẽ bằng 6. Các em thử đi, 3 mũ 6 là bằng 729. Cái gì này? Một người đi từ A đến B hết 5 giờ. Khi đi từ B về A, người này đi nhanh hơn trước là 2 km trên giờ, nên thời gian đi ít hơn là 40 phút. Tính quãng đường AB. Chà, cùng một quãng đường AB thì T và V sẽ tỷ lệ nghịch em nhé. Không, T và V sẽ tỷ lệ nghịch khi cùng quãng đường. S bằng V nhân T mà. Như vậy là TD nhân VD sẽ bằng T về nhân cho V về. Hay là các em ghi T1 V1, T2 V2 cho nó quen thuộc đi game. Không, T1 V1 là bằng T2 nhân V2. 1 là đi, 2 là về. Một người đi A đến B mất 5 giờ. Vậy là T1 là 5 đó. Lúc về, người này đi nhanh hơn 2 km trên giờ, cho nên thời gian một người đi từ A đến B hết 5 giờ, còn lúc về á ít hơn 40 phút. Như vậy là lấy 5 trừ do 40 phút. 40 phút là 2 phần 3 giờ, em lấy 5 trừ 2 phần 3 là 13 phần 3 ha. Hay là bằng 5 trừ 2 phần 3 nè. Đó. Còn V2 là nhanh hơn. V2 nhanh hơn V1, tức là V2 sẽ bằng V1 cộng cho 2. Đó. Bây giờ các em coi như V1 là x đi. Các em đổi thành bài toán tìm x. V1 là x nè. Đây là x nè.
Còn 5 trừ 2 phần 3 là bằng 13 phần 3 luôn. Rồi các em dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V71, các em tìm 5x bằng 13 phần 3 nhân cho x cộng 2 giải 13. Các em x sẽ bằng 13. Mà x bằng gì? X là V1 á, tức là V lúc đi, V lúc đi bằng 13, mà vận tốc lúc đi là 13 km/h, mà đi hết 5 tiếng, vậy là quãng đường sẽ bằng 5 x 13. 5 x 13 thì bằng 65. 65 nha nha. Bài khó, bài khó, bài quá khó luôn. Cha cha cha, kinh quá, em sợ quá. Tổng hiệu tích tỷ lệ, tổng là A cộng B nè, x cộng y á, x cộng y là 4 phần, tích là x nhân y. À, bài này là bài toán mẫu ở trong V72 hay sao á, thầy nhớ không lầm. X trừ y trên 1, làm nhiều quá thì không nhớ nổi, bằng 45. Đó, tổng hiệu tích tỷ lệ, mà không nói tỷ lệ gì là tỷ lệ thuận, 4, 1, 45. Rồi giờ các em lấy cái này làm việc trước đã nè. Cộng tử lại đi. Không, cộng tử lại. X cộng y cộng x trừ y là thành 2x. Ở dưới 4 cộng 1 là 5. Mà này cũng tham gia với bọn này luôn ha. Như vậy là anh này bằng 2 anh này, thì anh này cũng sẽ bằng anh này thôi. Như vậy là 2x trên 5 cũng sẽ bằng xy trên 45. Giờ các em thấy hai bên có x square chưa? Hai bên có x square rồi. Vậy mình bỏ đi. Vậy còn 2 trên 5 sẽ bằng y trên 45 thôi. Từ đây các em tìm y ấy mà. Y sẽ bằng 2 x 45 chia 5. 18. Y 18. Còn x thì dễ rồi. X thì làm sao tìm? Em lấy lại một công thức có chứa x nhé. Lấy lại công thức này đi. À, ta lấy lại công thức này nè. X cộng y trên 4 bằng x trừ y trên 1. Mà y lúc này biết rồi, y 18 nên là x trừ 18. Vậy từ đây mình dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V71, các em tìm cũng được ha. Còn không thì các em giải đúng luật, đúng luật toán học nhân chéo lên nè. X cộng 18 nhân 1 là bằng x cộng 18. Cái gì nhân 1 bằng chính nó? Bằng 4 nhân cho x trừ 18. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng x cộng 18 bằng 4 nhân cho x trừ 18. Đề là 7 khó quá. X cộng 18 bằng 4 x trừ 18 ha. 30 kìa. X bằng 30, y bằng 18. Không tin thử lại đi. 30 cộng 18 là 48. 30 trừ 18 là thành 12. Còn 30 nhân 18 bằng 540. Đúng luôn. 540. 12 là 1 phần. Lấy 12 mà nhân 45. Đúng 540 luôn. Lấy 12 x 4 ra 48 luôn. Vậy các em nghe. Rồi, xong bài toán. Các em nhớ đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy. Đăng ký kênh phụ của thầy đi ha. Tạm biệt các em.